Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người ha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng mô tô của anh Phong nha anh chị Hoàng, cũng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình xem mô tô mới về nha anh chị. Và tiếp theo thì mình sẽ cập nhật luôn mô tô còn bên trong cửa hàng khá là nhiều nha anh em. Và hôm nay mình đồng hành với anh chủ cửa hàng để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình. Dạ, xin chào anh em nha. Trước tiên thì sẽ giới thiệu trước đến anh em cái mẫu xe mới về trước. Dạ. Này về khá là đông. Còn đầu tiên Suzuki Grix R 150 thì chiếc này nó là xe 2020 biển Gia Lai, đi 34.000 cây 2020. Con này thì sẽ để cho nhau một cái giá nó là 30 triệu. Anh chị mình có quan tâm dòng xe nào lát em quay, em có thể trực tiếp mình liên hệ qua số em có để cho màn hình nha anh chị Hoàng, như là một thể đến địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha, trực tiếp xem xe. Còn tiếp theo thì nó là biển số Hà Nội. Cái này nó là Benelli 302. Yeah. Nó đủ cái kiểu dáng này. Anh em nào thích cái kiểu dáng này thì núp thôi. Giá thì rất mềm. Kiểu BMW à. Dáng tầm BMW luôn này. Nó độ nhìn giống như con Ducati 795. Dòng này thì nó xe máy nó nổ rất là hay. Đấy, nhưng mà nó Benelli thì nó vốn dĩ nó là của Trung Quốc. Giá rất mềm, chỉ 35 triệu thôi. 35 mà anh chị ơi. Máy nổ nghe cực kỳ hay ha, hai máy luôn. Rồi, tiếp theo vô bên trong cửa hàng nha anh chị. Đây. Trong này mình có cái mẫu là Razor 220. Xe đi thì có 7.000 cây thôi, biển số Sài Gòn, biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Xe khá là đẹp, 2021. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó 35 triệu. 35 triệu. Con này là của hãng GFX 220cc nha anh chị các bạn. Đúng rồi. Mẫu Netby này. GPX thì nó là cái hãng mà được nhập khẩu nguyên con của Thái, nhưng so với những chất lượng của những cái dòng xe khác thì nó kém khá là nhiều. Dạ. Nên cái giá của nó rất là rẻ. Rồi, anh em mình vào trong này có xe mới về tiếp. Rồi, tiếp tục nha anh chị các bạn ơi. Mình xem chịu khó cho mình xin một like cũng như là mọi người đăng ký kênh theo dõi ủng hộ nha anh chị các bạn. Em sẽ liên tục cập nhật cho anh chị các bạn mình xe mới về cũng như là xe thanh lý giá mềm nha anh chị. Rồi, ở đây mình có R15V3 2019 biển Cần Thơ. Con này đi 15.000 cây. Lên được chống đổ với cái bát nút gầm thôi. Xanh đen. Đặc trưng của Yamaha luôn ha anh em. 15.300. Với cái con xe này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 39 triệu. 39 á. Anh em mình tiếp xe mới về. G15 thì nói chung thì anh em mà có quan tâm G15 thì còn nhiều lắm nha anh em, đủ màu luôn. Nữa thì mình mới nghĩ sẽ quay toàn bộ R15 với CBR để anh em tham khảo đi. XR về thêm một cặp màu xám bạc. Hôm nay là 3 chiếc luôn. Toàn bộ là hai con xám bạc là 2023. Chủ phố hết. Anh em sang tên thì đâu cũng đóng 1% thuế. Con đầu tiên này là biển số Bình Dương. 3.000 cây. Những cái này nó như mới rồi, không tì vết. Yên nâu luôn nha anh em. Rồi. Con kia thì đi hơn 2.000. Hai con này đồng giá 72 triệu. Anh em muốn rẻ hơn thì mình có thể lấy màu đen ngám 2021 đi 6.000 cây. Yeah. Thì chiếc đó mình đang bán là 68 triệu. Đây có 3 con XR. XR là 155. Rồi, yeah, tiếp tục. Ở đây có R3. R3 này thì nó là 2017 biển Sài Gòn. Xe độ bô, rồi là ốp thêm ốp bình xăng. Xe thì sạch sẽ. Mấy cái phần màu bạc như này là dán đi can. Dán đi can. Cái này thì sẽ để cho nhà một cái giá nó là 63 triệu. Đấy, G3 nha anh chị các bạn.
3 triệu. Dòng này thì mình cũng có hai con đều đồng giá 63. MT này thì nó là xe 2022 biển Đồng Nai, đi 12.000 cây. Chiếc này thì sẽ để cho anh em bằng cái giá nó là 52 triệu. Rồi. Đây có tí keo dính ở đây chưa có lột. Rồi 15V3 biển Cà Mau. Con này thì chạy cũng 15.000 cây, lên chống đổ, lên đèn trợ sáng, lên bát đút gầm, lên rè chắn bùn. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 39 triệu luôn. Bài con xanh này 39 triệu. Em biết này. Em xếp. MZ150i thì con này nó là biển Cần Thơ, xe 2015, sẽ để cho anh em là 23 triệu. Cái mẫu này thì cũng còn 5-6 con và giá là từ 22 cho đến 25 triệu đấy. Yamaha lên vậy các bạn, 150 Fi ha. Rồi tiếp tục, xe mới về thì hôm nay có được bấy nhiêu cái thì mình đến Mỹ sẽ cập nhật thêm những cái dòng 150 nữa để anh em tham khảo. Ở dưới này thì mình có dòng Honda CBR HRC, cái này nó là xe mới chưa lăn bánh. Đấy, tất cả được bảo hành chính hãng của Honda. Mẫu này thì hiện tại mình đang bán được cái mức giá nó là bữa trước 65, bữa nay để cho anh em 62 triệu, giảm xuống cho anh em thêm một chút nữa. Dạ. 62 triệu giá đã bao VAT nha. Dạ, là bản HRC đúng không anh? Đúng rồi. Rồi xe mới 100% nha các bạn. Còn sót lại có một con, con đỏ đen. Đỏ đen thì đang bán ở cái giá 61 triệu bao VAT, 61 và 62 triệu. Rồi. Rồi. Mẫu này mình còn qua sử dụng không anh? Có, rất nhiều, anh em mình lên chi. Rồi, tiếp tục lên phía trên nha anh chị. Đấy, mình quan tâm dòng xe nào, mình xem chưa rõ gì mấy á, mình có thể trực tiếp mình liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị các bạn. Cũng như là cửa hàng sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho anh chị các bạn mình xem dòng xe đó cho nó kỹ hơn nha. Rồi, đây. Bắt đầu từ con này đi. Yeah. Biển 68 Kiên Giang, xe 2022, đi 4.000 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em là 51 triệu. Xe đã qua sử dụng. Xe bây giờ 150 đó anh chị. Bên trong này cũng là 2022, biển 94 Bạc Liêu. Yeah. 8.600 cây. Con này sẽ để cho anh em 52 triệu. Dán tem chùm nha. Con này thì dán tem chùm, anh em không thích thì lột ra. Rồi. Còn tiếp theo nữa là con này hình như biển Cà Mau vậy. Biển Cà Mau 2022 đi 7.000 cây. Về cái phần bô á, anh em không thích bô độ mình đổi cho bô gì. Yeah. Ok ngon lành. Con này thì sẽ để cho anh em vào cái giá nó là 52 triệu. Ở đây còn đen nhám tiếp tục. Con này cũng biển Cà Mau, đi 9.000 cây. Con này sẽ để cho anh em 50. Xe 2022 cực kỳ keng. Chiếc rẻ nhất là chiếc này 47 triệu, 23.000 cây. Vẫn còn đang bọc keo nguyên con, nhưng mà đi 23.000, đi nhiều hơn những con khác, giá rẻ nhất. Bây giờ mình đến CBR cái mẫu cũ hả? Dạ. Mẫu 2018, 2019 hay 2020? Con này 47 ha. 47. Rồi. Trước đây thì nó là biển số Sài Gòn, xe 2019, đi được mười mấy ngàn. 19.000. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 39 triệu. Đấy, cũng là Honda CBR nha anh chị bạn, bản cũ á, 150 á. Tiếp tục nè, đây nhé, Mercedes
đi 12.000 cây, giá 40 triệu, biển số 47 Đắk Lắk. Bên này có CBR này. Em bắt đầu từ đây. Đây, biển số Sài Gòn 28, 34 triệu. Tất cả những dòng xe này ở đây mình đều bảo hành máy cho anh em 6 tháng, bao máy zin, bảo hành máy 6 tháng và bao rút hồ sơ gốc cho anh em. Đấy anh chị. Anh em mua trả góp trả trước 30% là ok. Còn tiếp theo thì nó là biển 47, nó là thắng ABS. Thắng ABS trước sau 2020. Đi 20.000. Chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 40. Trong cái lô xe này chỉ có duy nhất một con này là không bao rút hồ sơ. Nó là xe 2018 biển Sài Gòn, nó không ngay chủ. Và mình đang bán ở cái mức giá rất thấp, nó chỉ có 33 thôi. Nó cũng đấy, là con xe rẻ nhất. Hôm nay mình thích mềm thì mình lấy và mình đi ha, khỏi thay đổi biển số nha anh chị các bạn. Để vậy mình chạy luôn. Có những cái con xe mà sang tên ok thì những cái con kia nó chỉ có 34, 35, 36, 37, 38, 39 đều gói. Đó. Con này 39 triệu, có sẵn hồ sơ, anh em về sang tên. Đi được 28.000 cây, xe 2020. Rồi. Con này cũng 2020 nữa, biển Đồng Tháp. Con này giá cũng là 39 luôn. Đủ màu sắc luôn nha anh chị các bạn ơi. Rồi, màu đen này cũng 39 luôn. 29 biển số Bình Phước. Hết Bình rồi. Con này đi 28.053 cây. Đây là CBR. CBR thì nó còn cái mẫu của Thái nữa cơ. Là Thái thì mình lại để trên khu vực trên. Hôm nào quay cho anh em sau. Còn ở đây thì có R15. R15 thì cũng vãn vãn bớt rồi. Mấy bữa thứ bảy chủ nhật anh em mua nhiều nên trên này nó cũng trống. Con đầu tiên này nó là 2021 biển số 81 của Gia Lai. Đi 20.000 cây. 40 triệu. 40 triệu. Con bên cũng 40 luôn. Đi được 11.000 cây, biển Lâm Đồng, xe 2020. Màu đen nhám. Rồi, đen nhám luôn, tiếp tục. Khu này thì có món xe trong kia thì toàn anh em cọc thôi. Phía trong này là có cọc hết. Rồi 15 có con này. Con này là 2020, đi 8.000 cây thì sẽ để cho anh em 41 triệu. Đó là biển số 67 của An Giang. Rồi, bên này. Rẻ nhất R15 bữa này là 35 triệu. Đen sơn bóng. Con này biển Kon Tum, đi 33.000 cây, xe 2018. Rồi. Còn tiếp theo nữa là biển 62 Long An. Con này thì chạy hơn 40.000, giá 36 triệu. Bô zin đôi zin đúng không anh em? 45.000 cây, biển Long An, xe 2019. Tiếp theo thêm nữa là 2019, con này nó độ bô xăng lửa. Đi cũng hơn 40.000 cây, giá 37 triệu. 37 triệu. Rồi, thêm rồi, một chiếc giá rẻ 35 triệu nữa. Đây. Vàng xám này mà khá lâu ấy anh. Làm thiên thu đây. Đi 23.000 cây, 2019, giá là 94 triệu. Màu này cũng khá đẹp mà sao em nó còn nằm đây hoài anh chị các bạn ơi. Con này giá 35 triệu, đọc nhầm biển 94 thành 94 triệu luôn. 35. 35 triệu 35 anh chị. Triệu. Đó. Rồi. Nói chung là nó cái vía của từng con xe. Có những con xe xấu hơn nhiều mà giá cao hơn. Nhất định chưa. Ở đây thì máy móc zin rồi xe sạch sẽ. Bao nhiêu đời xe vàng đen vàng xám đi hết, còn mình nó chơi lại. Con này thì nó là 2020 biển Đồng Nai, đi 16.000 cây. Thì chiếc này sẽ để cho anh em là 39 triệu. Và chỉ thêm một chiếc nữa. Chiếc này thì nó là 2019 biển số 84 của Trà Vinh, chạy 17.000. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 38 triệu. Còn con cuối cùng thì đồ chơi nó dọn cũng khá là nhiều thì con này giá là 47 triệu, xe 2021 biển Bến Tre và nó chạy được 9.000 cây. Con này cái tem nó cũng đẹp đó anh chị các bạn. Tem chùm nhem miếc, đồ chơi đồ kiểu tùm lum. Rất là đẹp nha anh em.
Thì anh em mà quan tâm đến chiếc nào thì cứ alo cho mình, thì có gì thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em. Xin chào anh em ha. Rồi ok, cảm ơn. Đó, ngoài ra thì bên cạnh cửa hàng còn rất là nhiều mẫu xe khác nha anh chị các bạn. Chẳng hạn như là phân khúc lớn nè, và cả lô phân khúc 150 thì còn ở phía trên lầu nữa nha anh em. Đó thì anh em mình xem chịu khó xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh theo dõi nha anh chị các bạn. Em sẽ liên tục cập nhật cho anh chị em mình những mẫu xe mới về cũng như là những dòng xe mà còn để bên trong cửa hàng khá lâu á, thanh lý mềm á, em sẽ liên tục cho cập nhật cho anh chị các bạn mình. Cho nên anh chị các bạn mình đăng ký nhớ nhấn chuông nha. Khi có video mới em xuất hiện sẽ cập nhật về cho anh chị em mình nhanh nhất, sớm nhất để nắm được cái giá xe mới nhất được mà mình chốt, em nhắn nó nha. Đó, và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.